Theo Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn của Hồng Kông, một chú chó phóc sóc, vật nuôi của một bệnh nhân COVID-19 được xác nhận có phản ứng dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia từ nhiều cơ quan dịch tễ ở Hồng Kông cho biết, chú chó bị nhiễm virus ở mức độ nhẹ và rất có thể đây là trường hợp đầu tiên lây từ người sang động vật. Hiện, chú chó này không có bất kỳ triệu chứng liên quan nào và đang được cách ly tại khu bảo tồn động vật ở cửa khẩu Hồng Kông, Chu Hải, Macau cơ quan nông nghiệp ngư nghiệp và bảo tồn hồng kông cho hay sẽ tiến hành xét nghiệm lại chú chó này nhiều lần trong thời gian tới đồng thời khuyến cáo các chủ nuôi không nên quá lo lắng mà chỉ cần vệ sinh tốt cho vật nuôi của mình